Xin lỗi các bạn nha, bởi vì vừa ấn nhầm vào nút tắt á. Thì mình đã ghi ra tiêu đề rồi, mình sẽ làm video khác là video này nha. Đây mình sẽ vẽ tiếp. Các bạn thấy cái đèn kia nó tắt rồi đúng không? Bởi vì vừa lấy chị mình lên á, thì mình lên mình tắt đi ha. Và đèn kia cho nó sáng. Xong rồi, cái chân này hơi to. Mình vẽ không bao giờ được cân đấy nha. Mình vẽ chân này to, bị nhỏ. Xong ở đây, mình sửa lại chỗ này đó. Các bạn thấy mình vẽ đẹp không? Mình thấy mình vẽ rất là xấu. Các bạn thông cảm nhé. Thôi buồn cười xíu, bây giờ mình sẽ tô màu. Thì bây giờ mình sẽ tô màu nâu cái sùng con cùng. Tô bằng nhựa bút dạ. Bây giờ mình sẽ tô một sáp. Một sáp mình sẽ tô con cừu. Mình sẽ tô một con lá đi các bạn. Một sáp một xanh nha. Để tôi nhẹ nhẹ một xíu. Nhẹ. Các bạn nhớ cho mình là đừng tô cái phần này này. Cái phần tay của nó đây này. Các bạn coi. Đây, không được tô phần này này. Phần này. Vẽ cừu rất đơn giản. Và là có biết các bạn tra lên Google hình ảnh nhé. Hình ảnh con cừu Galaxy. Mình người tô Galaxy đó. Nên là mình tô một xanh đi. Xanh cho đẹp. Được rồi. Mình chỉ tô màu vàng vào cái trong mặt của nó. Các bạn không tô cũng được. Mình tô nhàn nhạt. Cũng là hơi đậm. Mình đã tô xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ
sẽ tự cắt ra, cắt thẳng một đường dọc nha, cắt thẳng chứ không có sẽ ra mình rồi sẽ ra đấy. Mình cắt thôi mình cho các bạn coi, không các bạn cắt sai ấy. Cắt thẳng đó các bạn cắt nhé. Đây, không như một miếng như thế này và các bạn gấp vào. Đây, mình gấp vào. Mặt mặt trước này, đây mình sẽ cắt cả một tí nữa nhé. Vẫn bình thường. Đây mặt trước, mặt sau cắt vào nhau. Rồi bây giờ mình sẽ cắt hình này ra, cắt luôn. Cắt rồi các bạn nhớ chờ phần này các bạn dán băng keo cho dễ nha. Những đường này nha. Đây. Ở phần nữa phần khác. Sau đó mình sẽ lấy băng giấy mình dán lên. Dán lên. Mình cắt ra từng mảnh dán cho dễ nha. Chưa? Mình quay cái này được 7 phút rồi các bạn. Mình phải nhanh lên. Hello đấy. Chứ nào đây mình sẽ sáng làm một mặt đẹp phần dưới nhé. Đây, nó phần dưới đó. Mình sẽ bao dưới này, bao dưới này mình dán thẳng rồi luôn. Sao biết được đấy các bạn? Nhanh nhí nhỉ, đã 8 phút rồi. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem, các bạn nhớ like, share and subscribe cho mình nhé. Và đăng ký mình nhé. Bye bye các bạn.